Tân Hữu Đạo là một vị tướng đã có những cái chiến công lẫy lừng trên khắp thế giới, quân sự thế giới phải ghi công của ngài. Và chính ngài đã nhiều lần đánh tan quân Nguyên và đem lại bình an cho dân tộc Việt vào những cái thời kỳ trước đây. Thì Đức ngài sẽ cảm nhận những lời cầu nguyện của chúng ta ngày hôm nay, và cũng vào cái niềm tin đó, chúng ta tin rằng Đức ngài sẽ giúp cho nước Mỹ, giúp cho những người Việt tị nạn cộng sản đánh bại coronavirus 19, tức là China virus, tức là Vũ Hán virus. Xin cùng một lần cúi đầu cầu nguyện. Xin cảm ơn tất cả quý vị quan khách, quý vị đại diện tinh thần các tôn giáo. Sau đây chúng tôi mạn phép xin mời được sư bà bày tỏ vài lời cảm tưởng trong cái buổi lễ đến tất cả quý vị quan khách và các tín đồ các tôn giáo có mặt ngày hôm nay. Xin mời sư bà cùng bước lên đây. Xin mời sư bà. Và kính thưa quý vị, đây là sư bà Nguyên Thanh, trụ trì chùa An Lạc tại San Jose. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa và chúng tôi thưa quý vị đồng hương, chúng ta có mặt hôm nay, quý vị sở dĩ và vì tổ quốc, vì tình thương yêu kính mến đến Tổng thống Donald Trump, và quý vị về đây để đốt nén hương lòng của mình dâng lên cúng dường tứ phương chư Phật và cầu nguyện sự gia bình cho Tổng thống Donald Trump và gia đình của Tổng thống được thoát qua cơn bệnh tật, và đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả đồng bào 199 nước đang trải qua một cơn lâm nguy bệnh virus corona. Ngưỡng nguyện mười phương chư Phật thì từ chứng minh giá hộ cho bệnh corona được chấm dứt ở nơi đây, trong được bình an sinh sống như những người dưới đây. Xin cảm ơn ban tổ chức đã ép chúng tôi được nói lên vài lời cầu nguyện. Hôm nay không phải hôm nay chúng tôi đến đây nói vài lời cầu nguyện, nhưng chúng tôi luôn luôn cầu nguyện cho đồng bào đồng hương và xa gần được thoát qua tai nạn, để đất nước của tôi bình an và mọi người nhẹ nhàng được vui lòng sống trong niềm an vui đạo lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn sư bà Nguyên Thanh và xin mời sư bà về chỗ cũ. Thì để tiếp tục với buổi lễ, chúng tôi kính mời tất cả quý vị quan khách cùng bước lên dâng hương và cầu nguyện theo cái nghi thức tôn giáo riêng của chính mình. Xin mời tuần tự bước lên và dâng hương theo cái cách thức cầu nguyện của tôn giáo mình. Xin mời quý vị.